Hello, chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alphard Computer. Thì gần đây mình có đọc được một comment là iPad 5 Pro không có gì để chê nhưng mà nghe đồn chơi game thì khá là nóng. Thì mình sẽ phải đính chính lại luôn. Dòng iPad 5 của Lenovo từ trước đến nay thì sẽ là dòng laptop Ultrabook thuộc phân khúc laptop mỏng, nhẹ, tính cơ động cao, phù hợp để cho các bạn học tập này làm các công việc văn phòng cũng như là giải trí nhẹ nhàng. Thế nên là iPad 5 Pro mặc dù có một mức cấu hình xịn, tuy nhiên thì đây sẽ chỉ là laptop Ultrabook hiệu năng cao thôi nhá. Tiện sẵn nói về cấu hình thì iPad 5 Pro này sẽ được trang bị là AMD Ryzen 7 5800H với 8x16 luồng. Với sức mạnh này thì các bạn có thể làm được rất là nhiều việc, không chỉ là những tác vụ văn phòng cơ bản đơn thuần. CPU hiệu năng cao trên một mẫu laptop văn phòng này cộng thêm các đồ họa rời hiệu năng cũng cao luôn. Thế nhưng mà để phục vụ cho nhu cầu làm việc sẽ là chủ yếu. Các bạn hoàn toàn có thể giải trí chơi game được đối với mức cấu hình này. Nhưng mà vì không được thiết kế cho thuần gaming, thế nên là nhiệt độ chắc chắn sẽ không mát được như laptop gaming rồi. Về tản nhiệt thì chúng ta ở đây sẽ có là hai quạt và sẽ có một fit cao su ở phía dưới đáy máy này sẽ giúp nâng máy lên để tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Và những thông số khác thì cũng cực kỳ quan trọng cho những người làm những công việc về lưu trữ số hóa này. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị là 16GB RAM, 512GB SSD sẽ đủ sức đáp ứng lưu trữ không giới hạn các file văn bản hay là Excel cho công việc của các bạn. Tiếp thì với mức giá là hơn 27 triệu đồng thì mình nghĩ em iPad 5 Pro này quá là tốt trong tầm giá. Phía màn hình ở đây các bạn sẽ được trang bị là màn hình 2K 16 inch, một mẫu màn hình rất là lớn, góc nhìn rộng. Độ phân giải ở đây là WQXGA, tấm nền là IPS, độ sáng là 350 nits, tần số quét là 120Hz. Thông số khi đo đạc cũng rất là cao khi đạt tới là 100% sRGB, 75% NTSC. Một chiếc màn hình cực kỳ đẹp này, sắc nét này, từng chi tiết đạt chuẩn về màu sắc thì mình nghĩ chắc chắn là để sinh ra dành cho những bạn làm về các tác vụ đồ họa. Thay vì màn hình 16:9 thông thường như trước kia thì Lenovo iPad 5 đã thay đổi kích thước màn ở đây, đó chính là 16:10. Có vẻ như tỷ lệ 16:10 sẽ là xu thế trong năm nay khi kể từ đầu năm đến giờ có khá là nhiều các hãng đổi từ màn 16:9 sang 16:10 thì các bạn sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn hơn khi đọc một trang web này, lướt đọc thông tin cũng sẽ rất là thuận tiện để làm việc hơn vì khi nhìn tỷ lệ này sẽ rất là thuận mắt với người dùng. Bốn cạnh viền thì vẫn sẽ là bốn cạnh viền rất là mỏng, bắt kịp xu hướng. Cạnh trên có trang bị webcam và cả camera hồng ngoại sẽ giúp nhận diện khuôn mặt. Công nghệ lọc ánh sáng xanh thì cũng được tích hợp luôn ở trên màn hình để có thể bảo vệ mắt người dùng khi mà các bạn nhìn vào màn hình máy tính quá là lâu. Tiếp theo đến phần thiết kế thì về thiết kế mình không có gì nhiều để nói, vẫn là phong cách thiết kế cũ quen thuộc của Lenovo, tối giản phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm này, chất lượng hoàn thiện ở đây thì khá là chắc chắn. Vì là laptop Ultrabook thế nên là vẫn có sự mỏng nhẹ, mỏng ở đây thì sẽ rơi vào khoảng là 1,8cm. Thế nhưng mà vì màn hình lớn thế nên là cân nặng sẽ rơi vào khoảng là 1,9kg. Không nhẹ lắm nhưng mà tính cơ động vẫn sẽ rất là cao, vẫn có thể cầm đi di chuyển để các bạn có thể làm việc được. Trường dưới phần bàn phím thì bàn phím của Lenovo lúc nào cũng thích keycap lớn và cong rất là ôm tay, thế là các bạn sẽ không bao giờ lo bị bấm nhầm. Độ nảy của bàn phím cũng rất là cao, gõ cũng rất là thích. Các bạn sẽ gõ trên chiếc bàn phím này cả ngày, dù là soạn thảo văn bản cũng sẽ không cảm thấy mỏi tay một chút nào cả. Được trang bị thêm cụm phím số và cả led nền thì sẽ phục vụ nhu cầu làm việc của các bạn sẽ một cách tốt hơn. Phần touchpad thì vì laptop là kích thước lớn thế nên là touchpad cũng là một kích thước tiêu chuẩn. Cảm ứng đa điểm này, cảm giác đi rất là thoải mái, khả năng tracking ở đây cũng tốt. Thì touchpad thì sẽ đặt lệch về phía bên trái thế nên là sẽ có chỗ cho chiếu nghỉ tay phía bên phải nhiều hơn. Các bạn hoàn toàn sẽ không cần sử dụng trượt rời mà vẫn cảm thấy thoải mái khi sử dụng trên chiếc touchpad này nhé. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có, đây là hai cổng thay A, một cổng thay C, một cổng HDMI, một khe thẻ SD, jack audio combo và cổng nguồn. Về hệ thống loa thì ở đây sẽ được trang bị ở loa Dolby Atmos khá là ổn, các bạn có thể giải trí bằng loa ngoài được. Mình đã thử cảm nhận loa ngoài rồi, nghe hoàn toàn ok. Và thời lượng pin thì cũng rất là ấn tượng, vì là laptop Ultrabook thế nên là cần phải mang ra ngoài làm việc nhiều. Nên theo như hãng thì thời lượng pin có thể lên đến là 12 tiếng, nhưng mà thực tế thì sẽ tầm khoảng 8 tiếng đủ cho các bạn thời gian làm việc thoải mái. Tổng kết lại thì iPad 5 Pro với một mức giá mình nghĩ là rẻ, chỉ hơn 27 triệu đồng. Các bạn sẽ có màn hình 2K sắc nét này, một cấu hình xịn với một con chip hiệu năng cao, làm được mọi các tác vụ đồ họa. Sẽ rất là hợp với những bạn sinh viên hoặc là dân văn phòng làm về thiết kế, kiến trúc hoặc là marketing. Thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người thích click nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.